Chào mừng các bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Bạn đã bao giờ tự hỏi, mình đã từng hối hận với vô số việc mình từng làm chưa? Tại sao sai lầm cứ tiếp nối sai lầm? Tại sao mọi việc lại không thuận lợi? Nếu chưa tự mình trả lời được những câu hỏi trên, chúng ta rất dễ phạm phải những lỗi lầm cũ ấy. Vậy thì hôm nay, hãy cùng Tu La To khám phá cuốn Cẩm nang, nghệ thuật tư duy rành mạch của tác giả Rob Dobelli để tìm lời giải đáp nhé. Không phải kim chỉ nam hay bí quyết để hạnh phúc, cuốn sách này sẽ giúp bạn định hình lối tư duy, biết được những sai lầm nào cần tránh và cách đương đầu với những lỗi lầm đã từng mắc phải. Có rất nhiều chiếc bẫy tư duy khiến chúng ta sa vào bi kịch của tin đồn, hoạch định sai chiến lược kinh doanh, gửi nhầm niềm tin vào chuyên gia tư vấn, ảo tưởng dự báo, thiên vị bản thân, hủy hoại động lực. Thật may, chính tiến sĩ Rob Dobelli đã từ kinh nghiệm bản thân lập nên một danh sách lỗi tư duy cần tránh và nhanh chóng được đồng nghiệp và cộng đồng trí thức khắp nơi đón nhận như một bí kíp để rèn luyện tư duy rành mạch. Rob Dobelli được biết đến như một doanh nhân, tiến sĩ triết học người Thụy Sĩ. Ngoài ra, ông cũng là diễn giả khá ăn khách với chương trình truyền hình nổi tiếng Satan Way with Chuck. Rob Dobelli bắt đầu sự nghiệp viết lách vào năm 2002. Đó cũng là lúc cả thế giới biết đến ông cùng cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch. Sách được xuất bản năm 2011 và được đánh giá là tác phẩm phi hư cấu được đọc nhiều nhất trong năm 2012. Cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch bao gồm 99 chương là tập hợp những câu chuyện phân tích của tác giả về các lỗi tư duy mà mọi người thường gặp phải, những ví dụ cụ thể giúp bạn dễ dàng nhận ra và cũng đưa ra lời khuyên để tránh sai lầm tương tự. Mỗi chương sách không dài quá 3 trang giấy nhưng đem đến rất nhiều kiến thức từ những thí nghiệm được thực hiện hay những bài học thực tế diễn ra hàng ngày. Bài học đầu tiên được đưa ra đó là chúng ta có ít quyền kiểm soát hơn mình nghĩ. Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao những người đánh bạc tung xúc xắc mạnh hơn nếu họ muốn số lớn và nhẹ hơn nếu cần số nhỏ? Thực tế là họ đang bị dính ảo tưởng kiểm soát, nghĩa là họ tin rằng mình có thể ảnh hưởng đến những thứ mà trên thực tế ta không thể nào tác động. Ảo tưởng kiểm soát mang lại cho ta hy vọng. Nếu ta tin rằng mình có thể thay đổi chút nào hoàn cảnh thì ta có thể sống tốt hơn. Do vậy, đừng nên quá hy vọng để tránh thất vọng. Hãy cố gắng tập trung vào những điều mà bạn thực sự có thể nắm bắt được. Bạn có nhận thấy hiện nay rất nhiều người có xu hướng tự tin thái quá vào bản thân hay không? Chúng ta thường có xu hướng nhìn bản thân dưới lăng kính màu hồng. Nhiều người nghĩ rằng thành công mà họ có được là do năng lực và trí tuệ. Nhưng nếu thất bại thì đó là lỗi hoàn toàn của hoàn cảnh, của những nguyên nhân khách quan. Ví dụ khi chúng ta làm bài thi được điểm cao, ta sẽ rất tự hào về bản thân mình. Nhưng nếu điểm kém, ta lại có xu hướng đổ lỗi cho đề thi khó hay bất kỳ nhân tố nào có thể quy chụp. Biết được thiên kiến này, từ nay về sau, chúng ta sẽ có thể nhận thức được xu hướng phóng đại năng lực và nhận thành tích về bản thân. Một cách hữu hiệu để tránh khỏi lỗi nhận thức này là mời một người bạn chân thành một chầu cà phê và nghe ý kiến thật của họ về những điểm yếu cũng như điểm mạnh của bạn đấy. Ngoài ra, cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch còn nêu ra nhiều ví dụ về lỗi cơ bản trong tư duy mà ta thường không nghĩ tới, đó là thuận theo đám đông. Nhiều người hay đổ xô đi mua sản phẩm mỹ phẩm do một người mẫu xinh đẹp quảng cáo với suy nghĩ mình có thể trở nên giống họ. Hoặc khi hết phim trên rạp, đột nhiên ai đó sẽ đứng dậy vỗ tay và mọi người sẽ cũng làm theo, kể cả bạn. Lý do tại sao? Đây được gọi là hiện tượng bằng chứng xã hội. Nó khiến ta cảm thấy cách ứng xử của mình là đúng đắn khi nó đồng nhất với mọi người. Ta không chỉ bắt chước số đông, ta còn thay đổi ý kiến của mình để được làm một phần của nhóm. Kiểu bằng chứng xã hội này được gọi là tư duy nhóm. Ví dụ khi mọi người trong cuộc họp đều thống nhất một điều gì đấy, bạn sẽ không muốn là kẻ ném đá quốc hội, chỉ trích sai lầm để gây chia rẽ nhóm và thuận theo. Bên cạnh đó, ta cũng thường có xu hướng bóp méo thông tin để nó phù hợp với niềm tin và quan điểm của mình. Trên thực tế ai cũng bị dính lỗi tư duy này, nghĩa là có xu hướng bóp méo thông tin theo cách bảo toàn những kết luận trước đây của mình. Thực sự, nó phổ biến đến mức các nhà khoa học còn gọi đó là bà mẹ của tất cả những lỗi lầm. Một ví dụ trong đời sống là khi bạn lướt qua những trang tin và Facebook trên Internet để theo dõi bình luận về những sự kiện gần đây, nhưng lại quên rằng những trang yêu thích đó lại phản ánh chính những định kiến của mình. Khi biết rằng dễ bị ảnh hưởng vô thức, chúng ta nên sẵn sàng đối đầu với những quan điểm và bằng chứng đối lập để hình thành nên một thế giới quan cân bằng hơn. Bạn có yêu thích mua sắm hay không? Và bạn có để ý chúng ta thường xác định giá trị của một thứ dựa trên số lượng hiện còn và so sánh với những thứ khác khi mua hàng?
Con người không giỏi đưa ra các phán xét tuyệt đối mà phụ thuộc vào các so sánh tương đối hơn. Điều này được thể hiện rõ ràng qua một thí nghiệm kinh điển liên quan đến hai chậu nước, một chậu nước ấm và một chậu nước toàn đá. Nếu bạn đặt một tay vào chậu nước lạnh và sau đó đặt cả hai tay vào chậu nước ấm, thì tay vừa ở chậu nước lạnh sẽ cảm thấy nước cực kỳ nóng. Nguyên nhân là do hiệu ứng tương phản, và đó là lý do tại sao bạn trông bớt hấp dẫn hơn thường ngày khi đứng cạnh đứa bạn siêu quyến rũ của mình. Các công ty đã lợi dụng lỗi tâm lý này bằng cách tạo ra cảm giác khan hiếm khi sử dụng những câu chào hàng như duy nhất hôm nay để đẩy mạnh doanh số, hoặc bán hàng theo nhiều combo với mức giá khác nhau để bạn so sánh. Nếu ghi nhớ điều này, chắc chắn bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn tốt hơn nhiều đấy. Chúng ta thường có xu hướng để ý nhiều hơn đến các thông tin thú vị và ấn tượng. Chúng ta hay thấy khó nhớ danh sách 5 món đồ cần mua khi vừa mới liệt kê chỉ cách đây 5 phút. Tuy nhiên, lại có thể nhớ như in kịch bản bộ phim mà mình xem tuần trước. Đó là bởi vì ta cần thông tin được kết cấu thành những câu chuyện có nghĩa để có thể nhớ. Trái lại, ta sẽ chóng quên những chi tiết trừu tượng. Hiện tượng này rất phổ biến trong các phương tiện truyền thông đại chúng, khi người ta chỉ các số liệu liên quan làm nền để kể chuyện. Ví dụ nếu một người lái xe có một chiếc cầu đột nhiên bị sập, bạn sẽ thường cảm thấy lo sợ khi nghe tin về người lái xe xấu số hơn là những chi tiết kỹ thuật nhàm chán về chiếc cầu. Những câu chuyện về đời tư của một người dễ lọt tai hơn là những thông tin trừu tượng về cách ngăn chặn thảm họa này không xảy ra, và các đài cũng thường đưa tin kiểu đó. Những lỗi tư duy vừa được nêu ra trong cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch đã in sâu trong tiềm thức đến mức dù có cố gắng cách mấy cũng không thể loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống được, và không phải điều nào cũng gây hại cho cuộc sống. Thậm chí, có những lỗi tư duy còn giúp bạn sống tốt hơn. Nhưng có khả năng tư duy đúng đắn để né tránh các lỗi lầm mà cuốn sách chỉ ra. Chỉ ít, bạn cũng sẽ tránh được những rủi ro mà bạn tự gây ra cho chính mình, và cuộc sống của chúng ta sẽ thực sự khởi sắc theo chiều hướng tốt đẹp hơn, phải không nào? Nếu như bạn chưa biết, Nghệ thuật tư duy rành mạch luôn được đánh giá là cuốn sách tuyệt vời về lĩnh vực nghiên cứu tâm lý, giúp chúng ta cải thiện khả năng đưa ra quyết định đúng đắn cũng như né tránh cái bẫy tư duy đang ẩn giấu trong tiềm thức một cách hữu ích nhất. Tờ Financial Times nhận xét, một cuốn sách dễ hiểu, những gì Dobelli làm là xác định chính xác các giả định, thành kiến và ảo tưởng hình thành nên quá trình suy nghĩ và ra quyết định của chúng ta trong cả các mối quan hệ kinh doanh và cá nhân có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân có nên sở hữu cuốn sách này hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Vì Nghệ thuật tư duy rành mạch chính là điều mỗi người cần cho chính mình để thay đổi những lỗi đã in sâu trong tiềm thức mỗi chúng ta. Cuốn sách giúp thay đổi nhận thức của bạn, từ đó tự soi chiếu lối tư duy lệch lạc đang tồn tại trong mình và đương đầu hệ lụy mà nó gây ra. Mỗi ngày, bạn đều có thể học hỏi từ một chương của cuốn sách này, áp dụng vào trong tình huống thực tế, đồng thời đưa ra quyết định sáng suốt cho riêng mình. Và đừng quên nhắc nhở bản thân, luôn suy nghĩ về những lỗi cơ bản trong tư duy trước khi đưa ra quyết định nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi Tulato. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.